Ok, Sô Phụ Kiện, PSV Tú Anh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng nén khí lại quay trở lại kênh nhé. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục lắp ráp lên một khẩu FXQ 3 lỗ trả hàng anh khách người Hải Phòng. Thì sẽ lên làm một cái video giới thiệu đến cho anh em và các bác cùng tham khảo. Thì ở video này em sẽ bán rẻ cái khẩu FXQ này. Thì giá hiện tại ở trên những video trước mà em đang bán thì trên 9 triệu đồng. Nhưng mà video ngày hôm nay thì sẽ giảm còn 8 triệu 500 nghìn là một khẩu như thế này cho anh em rác về đi săn. Thì cấu hình nó ra làm sao như thế nào thì kính mong anh em có thể đón nhận xem hết video của em ngày hôm nay. Để em giới thiệu chi tiết cho anh em về cấu hình và mẫu mã sản phẩm có nhé. Anh em nào mà đang quan tâm về những cái mặt hàng sản phẩm súng hơi nén khí này thì kính mong anh em có thể là theo dõi hết video. Và có nhu cầu mua bán thì anh em gọi điện trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại em để trên biển kia để mua bán. Thì súng ống có rất chi nhiều mẫu mã và cấu hình để phục vụ cho anh em. Anh em có thể là kết bạn Zalo qua hai số kia thì bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm các nhé. Mỗi cây mỗi cấu hình nó sẽ một giá tiền khác nhau. Anh em muốn mua cây tầm bao nhiêu tiền thì bên em sẽ tư vấn cho anh em cây tầm như vậy. Ở trên kênh em đã đăng tải rất nhiều video về mẫu mã sản phẩm rồi. Anh em có thể qua trực tiếp kênh ấn vào phần video tham khảo có nhé. Có video giới thiệu sản phẩm, có video test thực tế hàng cho anh em xem. Đấy, anh em có thể qua để xem trực tiếp ưng mẫu nào, ưng sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em qua hai số điện thoại kia có nhé. Đấy. Còn sau khi mà anh em đặt hàng, em có muốn nhận hàng thì em sẽ gửi qua hình thức. Hai hình thức đó là một thì sẽ là lắp ráp test chuẩn chỉ gửi xe nguyên cây. Thì nghĩa là khi mà gửi xe thì em sẽ lắp ráp hoàn thiện như này cho anh em. Khi gửi đi thì sẽ gấp cái báng này lại. Đấy. Và tháo đầu giảm thanh ra và anh em gập báng vào và xoáy đầu giảm thanh vào là hoàn thiện cây súng đang đi săn. Còn về hình thức thứ hai nữa là gửi phụ kiện và anh em tự lắp ráp thì cái này em sẽ gửi qua hình thức đó là shipper. Người ta sẽ giao tận nhà cho anh em nhưng mà sẽ chia đơn ra. Một cây này sẽ chia ra làm 2 3 4 5 đơn. Đấy, tùy khu vực. Chỗ nào an toàn thì hai đơn, một đơn, chỗ nào không an toàn thì cảm thấy nó không an toàn hiệu quả thì có thể là 3 4 đơn để làm sao mà anh em nhận hàng nó được an toàn nhất có nhé. Còn về hình thức gửi xe thì em sẽ đảm bảo cho anh em sẽ nhận hàng an toàn 100%. Đấy. Bởi vì tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến an ninh thì trên đường vận chuyển nhà xe rồi bên em đã lo luật lá cho anh em để anh em có thể nhận hàng nó được an toàn. Đấy, còn đâu về trong quá trình chơi mình chơi kín đáo giúp em là ok các bạn nhé. Đấy. Đấy là về hình thức vận chuyển và mua bán. Mua bán thì cứ gọi điện trực tiếp, mua hàng thì và cũng nói luôn là có cọc. Miền Bắc cọc trước giúp số 300, miền Nam cọc trước giúp số 500. Cái tiền đấy sẽ không nằm trong giá trị của đơn hàng các bạn nhé. Ví dụ như cây này là 8 triệu 500 thì anh em cọc trước là 300 500 đấy sẽ không nằm trong giá trị là 8 triệu 500 đấy. Đấy. Mà cái tiền đấy anh em sẽ phải hỗ trợ thêm là tiền cước, tiền phí vận chuyển. Cọc cái tiền đấy rồi đâu cái tiền số tiền là 8 triệu 500 em nhận hàng rồi thanh toán tiền qua nhà xe. Đổi lại thì shop sẽ tặng cho anh em đó là 1 kg kẹo chì bao gồm 3 hộp kẹo như thế này. Rất chìa đầy đặn nhá các bạn nhá. Đây. Bao gồm 3 hộp kẹo như thế này cho anh em về đi chơi. Đấy, kẹo thì kẹo chì mềm cực kỳ đẹp cho anh em bác. Đấy, kẹo này thì hiện tại em đang bán 500.000 1 kg các bạn nhá. Đấy. Đấy là về hình thức giao dịch và mua bán. Còn về chế độ bảo hành thì bảo hành cho anh em lỗi một đổi một trong vòng 1 tuần. Nghĩa là về trong vòng 1 tuần em lỗi cái gì em không ưng thì gửi lại shop, shop đổi trả cho em về mới. Còn về trong quá trình chơi 6 tháng 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 10 năm em mà vẫn bán hàng thì anh em hỏng gì gửi về bên em sửa chữa cho anh em, khắc phục cho em về đấy. Còn em không bảo hành theo mõm theo kiểu là bảo hành cùng 5 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm là như này như kia. Đấy. Đây xin thưa anh em để đồ súng ống nhạy cảm không thể nào bảo hành như đồ điện tử là bảo hành 1 năm, 2 năm được. Đấy. Còn trong quá trình chơi cả 1 tháng hay 10 năm em vẫn bán hàng, anh em hỏng van gửi về em làm van. Hỏng kính gửi về em sửa kính, khắc phục được bên em sẽ khắc phục cho anh em và các bác. Còn không khắc phục được thì anh em phải thay. Đấy. Em lưu ý về cái vấn đề bảo hành nhá, chứ không phải có chuyện anh ơi bảo hành bao lâu. Đấy không thằng nào nó dám bảo hành là 1 tháng đổi hay là 2 tháng đổi về anh em chơi là cũ làm sao đổi được, đúng không? Còn em không bảo hành theo kiểu là mõm là bảo hành anh em mua đi bảo hành 1 năm, bảo hành 2 năm có nhá. Đấy. Có anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại kia. Đấy. Còn về cấu hình của cây FX Quy Ban Lỗ này thì ngày hôm nay em đang lắp ở đây đó là một kính ngắm beta này. Đấy, 8 triệu 500 em sẽ được cấu hình đó là kính ngắm beta TMD, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, giảm âm sniper ôm cảnh,
Cành hiện tại số băng nắp ở trên cây này đó là cành X18 các bác nhá. Cành X18 chuẩn chỉ loại 1 cho anh em mặt bắc. Bao cự ly chơi cự ly là 100 đến 150 m. Không trụ đổi trả. Đấy, riêng cái cành là không trụ đổi trả nhá. Bình nhôm 0.42 đế tròn, van cọt két bản chuẩn công ty UBN. Combo quy hàng quy tactical chuẩn chỉ Sài Gòn bán gấp rút chữ A. Đấy, quy này thì có thể là rút ra rút vào và có chu an toàn, có sụp cho anh em. Đấy, hoàn thiện một cây như này. Ngày hôm nay anh em mua chỉ với giá là 8.500.000 các bác nhé. Đấy, rất chia rẻ luôn. Đợt này anh em chơi Epic rất chỉ nhiều bởi vì giá cả nó đã hạ nhiệt rẻ đi. Mà đối với dòng Epic này anh em có thể là xài được băng đạn. Đấy, khi em mua là sẽ tặng em một băng đạn theo quy này và một cân kẹo. Em nào mua lẻ băng thì thêm 400.000 một băng. Em sẽ lắp ráp cho anh em. Đấy. Thì đây là sản phẩm mà ngày hôm nay muốn giới thiệu đến cho anh em và bác để tham khảo. Em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho shop qua hai số điện thoại kia anh em nhé. Đấy, thì video ngắn ngày hôm nay xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.